ơi, đợi con với. Cụ đi nhanh thế. Kỳ thăng, đàn ông mà yếu như sen, đi cũng không đuổi kịp ta. Đúng là cái đồ chậm như rùa. Cụ thử vác theo một đống đồ này đi, xem có đi nhanh nổi không ạ. Lê con cái, ngươi cứ thử giàu như ta đi. Đến lúc đó cứ ung dung mà đi, không phải mang vác gì nữa. À mà thôi, nhà ngươi cho dù có 3 đời, thậm chí 5 đời cũng chẳng khá lên được đâu con ạ. Rõ là cụ giàu nhưng mà kiệt. Ngươi cứ nói đi, lát về ta trừ lương. Bao giờ giàu như ta đi thì mới nói được thế nhá. Trên đời này, người nào có tiền, người ấy là nhất. Sai, cụ Lý sai rồi ạ. Trên đời này, thông minh mới là nhất ạ. Không xiêm, ta nói bao lần rồi ha. Ta bị yếu tim, người đừng có mà hù dọa ta như vậy, nghe chưa? Con xin lỗi, cũng tại con nghe cụ nói vô lý quá, nên phải xuất hiện ngay và luôn đấy ạ. Lý do lý trầu. Mà người nói sao? Cái gì mà thông minh mới là nhất chứ? Thì đúng mà cụ Lý. Cụ xem, không có sự thông minh, con người làm sao có thể tồn tại đến bây giờ được ạ? Lão, thông minh sao bằng giàu có được chứ? Ta nói cho ngươi biết, không có tiền thì cạp đất mà ăn nè. Có lấy cái thông minh ra mà ăn được không? Người thông minh sẽ luôn biết cách để sinh tồn và sống sót cụ ạ. Thông minh mà nghèo thì cũng chẳng để làm gì nhá. Phải giàu như ta đây này, có nhiều tiền thuế kẻ hầu người hạ, không phải động tay động chân làm gì hết nhá. Theo con, sự thông minh vẫn là quan trọng nhất. Giàu hay nghèo thì biết sao cho đủ, chỉ cần mình thấy đủ là được rồi ạ. Thôi, ngươi cứ lý sự, giàu, phải giàu mới là nhất, càng giàu càng tốt, hiểu chưa? Cái gì mà thông minh với chả giàu có thế hả? Dạ, con chào quán nè. Quán Huyền tới rồi. Để ta xem, ngươi còn cãi được nữa không nhờ. Con chào quan lớn ạ. Dạ, con chào quan lớn ạ. Dạ bẩm quán, quán tới mà xem. Con nói trên đời này, ngươi giàu có là nhất. Ấy thế mà thằng Hồng Xiêm nó dám bảo thông minh mới là nhất. Quán nghe xem, thế có vô lý không cơ chứ? Dạ bẩm quan, đúng là thông minh vẫn là nhất mà. Nếu không có thông minh, con người sao có thể tạo ra của cải, làm sao có thể tồn tại được ạ? Ngươi im đi! Mấy thứ đó chỉ cần giàu có tiền là giải quyết được hết. Sai, sai bét, cả hai người đều sai hết rồi. Quan trọng nhất trên đời này chính là quyền lực. Sao ạ? Quyền lực ấy ạ? Đúng thế, có kẻ nào dám cãi lại lệnh ta chứ hả? Người đâu? Hãy mang 2 tên phiền phức này về đại lao. Giờ ngọ ngày mai, đem ra pháp trường xử tử. Ha, dạ. Ôi thưa quan, sao quan lại làm vậy chứ ạ? Con luôn trung thành với quan, sao chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà quan nỡ xử con ạ? Nhỏ là ngươi thấy nhỏ, nhưng đối với ta thấy nó to. Mới sáng ra, các ngươi đã tranh chấp rồi gặp ta kiện tụng, làm phiền lòng ta. Ta có quyền, ta thích thì ta xử tử thôi. Người đâu? Lôi 2 tên này nhốt vào nhà giam cho ta. Dạ. Ôi, quan lớn, xin quan bớt giận ạ. Ôi, dạ, xin quan tha cho con. Xin quan tha cho con. Ủa, chuyện gì thế nhỉ? Sao con Huyện lại bắt Hồng Xiêm và Lý Trưởng chứ? Nghe đâu là Hồng Xiêm và Lý Trưởng tranh cãi, thông minh hay giàu có cái nào hơn? Đúng lúc quan Huyện đi qua, quan bảo quyền lực mới là nhất. Giờ quan muốn xử tử 2 người để chứng tỏ quyền lực đấy. Thì đúng rồi, thông minh, giàu có thì cũng không bằng có quyền. Tội cho 2 người quá. Dạ bẩm quan lớn, xin quan soi xét lại. Chứ còn có làm gì nén tội mà quan lại xử tử con à? Tội của ngươi là giàu có, còn ngươi là thông minh, hiểu chưa? Để ta xem, giàu có với thông minh có bằng được quyền lực của ta không? Ôi, ta giàu có đến cỡ nào đi chăng nữa mà chết thì cũng không mang của được đi đâu ạ. Chết là hết. Phải là
làm sao đây? Ôi quan lớn, con lạy quan lớn, con xin quan lớn tha cho cụ Lý nhà con ạ. Cụ Lý con sống khôn chết quên, sống hiền lành đức độ. Quan lớn tha cho cụ Lý con tội chết ạ. Ôi quan lớn ơi là quan lớn ơi, quan tha cho cụ Lý ạ. Ôi quan lớn ơi là quan lớn ơi, quan xử cụ Lý thì lấy ai nuôi con ạ, quan lớn ơi. Ngồi đi, ngươi có muốn ta xử luôn cả ngươi không hả? Ây dạ. Hồng Xiêm mới là Hồng Xiêm, ngươi nổi tiếng thông minh nhất cái vùng này. Ngươi mau nghĩ cách đi, kêu ta và ngươi đều chết chắc đây. Dạ bẩm quan, nếu được con xin quan hãy xử tử con sớm hơn đi ạ, ngay và luôn càng tốt ạ. Ở cái thằng rảnh này, ngươi nói gì vậy hả? Ta bảo ngươi nghĩ cách để thoát tội, mà giờ ngươi xin xử tử sớm hơn là sao? Có thật là ngươi muốn được xử tử sớm không, hả Hồng Xiêm? Vâng ạ, mà con thấy, theo kinh Phật thì một người vô tội bị xử tử, linh hồn sẽ bay lên trời và biết được cách báo thù rửa hận, làm cho kẻ hạ lệnh xử tử họ phải lâm vào tử địa, khiến cho người đó ám ảnh cả đời, dằn vặt vì làm việc ác, thậm chí quả báo còn đến đời con cháu. Chính vì lẽ đó, con hy vọng được xử tử cho nhanh, để con được lên trầu Ngọc Hoàng sớm ạ. Ngươi không xin xò được thì cũng đừng nói những lời độc địa với quan huyện như vậy chứ. Ngươi muốn chết à? Một câu trả lời khá thông minh. Cụ ơi, quan cười rồi kìa cụ. Cụ có hy vọng được cứu rồi. Thế là sao chứ? Sao? Giờ thì ngươi đã rõ thông minh hay giàu có quan trọng hơn chưa? Chí thông minh có thể cứu ngươi thoát khỏi cửa tử, còn giàu có thì sao? Ngươi có ôm được hết tất cả của cải, tiền bạc của mình xuống mồ hay không? Dạ con hiểu rồi thưa quan. Đúng là trí thông minh là nhật, đến gần cửa tử con mới hiểu có nhiều tiền bạc của cải cũng chẳng để làm gì ạ. Đã khen cho Hồng Xiêm, dù cận kề cửa tử mà vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ, tìm cách xoay chuyển tình hình. Ngươi rất thông minh. Lý trưởng, Hồng Xiêm đã cứu ngươi thoát khỏi cửa tử, chẳng hay ngươi có đền ơn cứu mạng không nhỉ? Dạ, con xin tặng Hồng Xiêm 5 hào ạ. 5 hào bỏ bèn gì, ngươi giàu thế cơ mà. Dạ vậy, vậy thì 10 hào ạ. Dạ, con được ơn quan huyện, cảm ơn cụ Lý ạ. Ôi giời ơi, từ dưng sáng ngày già mất tối 10 hào đến thế. Ai bảo cụ hơn thua với thằng Hồng Xiêm cơ? Nào, là tại ngươi, tại ngươi mà giá cả đấy.